công nghiệp, khu kinh tế đối với sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời khẳng định, giai đoạn tới, thành phố tiếp tục tập trung để công nghiệp trở thành ngành trọng điểm, ngành kinh tế lớn nhất, là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế chính của thành phố. Thì qua cái ý kiến chung ấy, thì tôi thấy là trên cơ sở cái yêu cầu thì các khu công nghiệp đã đạt được cái kết quả rất là tốt, phát huy được cái hiệu quả đầu tư rồi đóng góp lớn cho thành phố Hải Phòng có lợi thế về phát triển công nghiệp trong nhiều năm nay rồi. Có lẽ Hải Phòng là địa phương mà có sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ nhất của đất nước, không chỉ bây giờ đâu, mà hàng trăm năm về trước. Công nghiệp đóng tàu, công nghiệp chế tạo, công nghiệp xi măng, công nghiệp hóa chất, rồi điện, một loạt các ngành công nghiệp khác đã được phát triển ở Hải Phòng. Từ thời Pháp cũng đã có những ngành công nghiệp lớn như thế rồi. Thì nói thế để thấy rằng là cái lãnh đạo chỉ đạo hay là cái tập trung cao để mà đầu tư cho phát triển công nghiệp thông qua các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp là rất cần thiết. Thì trên cơ sở cái đóng góp chung của cả ngành công nghiệp, nhưng mà có cái sự đóng góp của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong những năm vừa qua, cái số liệu thì rất là đáng mừng. Hiện nay thì tốc độ phát triển ngành công nghiệp của Hải Phòng là cao nhất, đạt tới 22%. Thế rồi cái chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp cũng đang đạt hiệu quả rất là cao. Nhiều cái nhà máy công nghiệp hiện đại đã được đầu tư vào thành phố chúng ta rồi. LG này, rồi một số các cái tập đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản, rồi sản xuất ô tô VinFast, đó là rất là thành công. Và tỷ lệ đóng góp của ngành công nghiệp hiện nay đấy, đã chiếm tới 47% tổng GDP của toàn thành phố. Hay đóng góp rất là lớn như thế. Tuy nhiên là trước cái yêu cầu, rồi cái tiềm năng lợi thế của Hải Phòng thì Trung ương cũng như là Đại hội Đảng thành phố thì cũng đã xác định rất là rõ. Cái giai đoạn tới đây đấy, thành phố sẽ tập trung vào để công nghiệp trở thành một cái ngành trọng điểm, một cái ngành kinh tế lớn nhất của thành phố. Bên cạnh phát triển về dịch vụ thương mại, về cảng biển, về du lịch. Để nhìn như thế để thấy được các nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp thì còn rất nhiều việc phải làm. Cái nhiệm kỳ vừa qua ấy, thì chúng ta thu hút đầu tư được khoảng 564.000 tỷ. Trong đó cái nguồn lực từ doanh nghiệp là chiếm khoảng 90%. Thì cái nhiệm kỳ này là chúng ta phải thu hút đầu tư là 1.200.000 tỷ. Trong đó cái nguồn lực từ doanh nghiệp là cũng khoảng 90%. Thì rất là lớn. Như vậy là bình quân trong 5 năm cái nguồn lực đầu tư vào thành phố khoảng cỡ mỗi một năm là 10 tỷ đô la Mỹ. Cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Bình quân trong 5 năm tới thì chúng ta phải thu hút FDI của 2021-2025 là vào khoảng cỡ 25 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh cái việc chúng ta xác định chỉ tiêu rồi, quyết tâm cao như vậy rồi thì các cái giải pháp để chúng ta mở rộng khu công nghiệp rồi tháo gỡ khó khăn cho các khu công nghiệp. Vừa là phải sao các cái khu công nghiệp bây giờ đang triển khai lấp đầy sớm chúng ta mới mở rộng được. Rồi chúng ta mới đầu tư thêm các khu công nghiệp khác được. Đã. Bây giờ quy định là phải các cái khu công nghiệp đang triển khai phải được bao nhiêu phần trăm? 65% thì mới tiếp tục mở rộng khu công nghiệp tiếp theo. Thế mà trong khi đó các khu công nghiệp chúng ta đang triển khai hiện nay thì vẫn còn một số khu công nghiệp cái tỷ lệ còn thấp. Thế thì bây giờ muốn đắp này thì chúng ta phải tháo gỡ hết các khó khăn, giải quyết các cái thủ tục sao cho nó kịp thời. Và để đáp ứng được cái yêu cầu là 25 tỷ đô trong vòng 5 năm tới đây, riêng FDI thôi, thì vấn đề phải đặt ra cho hàng năm như thế nào. Thì hôm nay tôi, đồng chí chủ tịch nghe các đồng chí, các ngành tham gia thì với quyết tâm rất là cao. Thế nhưng mà ra thực tế không khó rồi, không cẩn thận rồi sẽ vướng mắc. Thế và các nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp thì hiện nay thì đều quyết tâm
mong mỏi tiếp tục được đầu tư. Bây giờ có mấy cái vấn đề các ông chí đã trao đổi rồi thì tôi đề nghị là xác định có cái quan điểm như thế này này, chúng ta phát triển công nghiệp là một trong những ngành trọng tâm của kinh tế thành phố Hải Phòng chúng ta. Ngành công nghiệp sẽ trở thành cái ngành đóng góp lớn nhất trong giai đoạn tới đây. Thương mại dịch vụ du lịch cũng sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng mà công nghiệp phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Và đạt được cái mục tiêu của nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đấy, thì tới 2030 Hải Phòng phải trở thành một cái thành phố văn minh hiện đại, ngang tầm với thành phố của khu vực châu Á. Đến năm 2045 phải trở thành một thành phố hiện đại, ngang tầm thế giới.